Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thân nhân may mắn. Vâng, các cô chú ạ, thì như mọi người thấy thì em Tuyên đang ngồi trên ở cái mảnh nương của bà con Thừa Chia, và đây chính là mảnh nương của nhà chú Sử. Thì như mọi người đã thấy thì cái quang cảnh của bà con thì rất là yên bình, và nói chung là thì vẫn còn rất nhiều việc để phải làm, nhưng bà con đang phải vào đúng cái mùa vụ này thì chúng ta phải tạm gác hết mọi người, kể cả cái công việc của gia đình năm bà cháu. Ơ, nho dòng tụp bò nhá. Ơ, tụp bò đi đâu đây? À, đi ua đê à? Ồ. À, mọi người ạ, đây này. Thì bên này là tụp bò của... Đây thì em Tuyên lại không có người quay nên lại khó quá. Đây này, em Tuyên cho mọi người xem. Đây, bà đang đi. Đây này. Tụp bò đi đây, ua đê gì? À, vâng. Ơ, tụp bò đi mạ mạ ua đê nhá. Ừ. Thì khó mọi người, cái mùa này thì là nước nó cạn nên là không có nước để làm nhà cơ. Bà đang phải đi gánh từng can một đây. Thế tụp bò được nhiều đê chưa? Lo lo đê chưa? Được lo lo đê chưa hay là mê mê? Mê mê thế á? Mê mê thì chỉ mua vô công được. Thôi mà mạ đây nhá. Ừ. Đấy, thì bà cũng phải từ đây đi gánh mà mạ, mê mê thôi. Đó thì ngày hôm nay thì em Tuyên vào đến thôn Thừa Chia ấy, mọi người, thì để vào trao tặng nốt hai cái phần quà. Như mọi người đã biết là trước ở có cái tập là cô chú giấu tên ở bên Mỹ và chị HD đấy thì có gửi cho em Tuyên là 600 đô. Thì trong số đó thì có 400 đô là gửi tặng năm xây nhà năm cháu mồ côi đấy, và có là 200 đô để tặng là năm người khiêng máy. Thì em Tuyên đã tặng được cho là xá này, Nu này, và Nu này, anh Xì này, và Lía này, bây giờ là còn là em Thà này, và một món quà của anh Pó nữa này đấy. Thì ở đấy là còn hai người nữa, 1 triệu là chia cho 3 người là chú Gấu, anh Pó và Thề đấy, thì mỗi người được 335 ngàn. Còn em Thà là trong đội khê máy là 4 người bên máy là được 688 ngàn. Thì em Tuyên vẫn chưa gặp để đưa nốt, để trao tặng nốt món quà này. Thì ngày hôm nay thì em Tuyên sẽ vào để trao tặng nốt món quà cho các hộ gia đình nhá. Đấy, thì bây giờ thì em Tuyên xin mời tất cả các cô chú anh chị hãy vào với thôn để chia. Thì đằng bên này mọi người, đằng bên này thì các bạn nhỏ đây. Đằng bên này thì các bạn nhỏ đang đi chơi này. Em Tuyên ra đây một tí nhá, xem là các bạn nhỏ làm gì nhá. Đây mọi người này, các bạn nhỏ đang chơi này. Đấy, cái đu quay thì đang bị nứt mấy cái mối hàn kia, em Tuyên chưa sửa được nên là hiện tại các bạn nhỏ là không chơi. Em Tuyên đã bảo cô giáo cất hết cái đu quay đi, bao giờ sửa lại ngon lành thì mới cho chơi, không rất là nguy hiểm. Đang làm gì đây? Ôi giời ơi, kịch bẩn thế. Như nào nhở? Nào, vâng, xin chào. Vâng, xin chào. Nào, không nghịch nữa, không nghịch nữa, Nu, không ném nữa. Đi vào kia quét lớp đi. Đó, ra lại nghịch ném này. Úi giỏi rồi, úi giỏi rồi. Mọi người xem đấy, bây giờ là khác quá nhiều luôn, thay đổi quá nhiều luôn. Bây giờ vào là cứ xin chào chú, xin chào chú. Ria kia thì, mọi người này. Ria đây thì cũng là một cậu bé rất là lanh. Cô giáo nhận định là rất là lanh, rất là khéo trong lớp. Nhưng mà đúng là hoàn cảnh của em ấy thì rất là thiệt thòi. Đấy, các bạn nhỏ đang hát đấy. Hát là hát tiếng Mông cơ. Vui quá. Có một cái sân trường, điểm trường cho các bạn nhỏ đi học, đi chơi ở đây với nhau. À, các bạn nhỏ lanh lẹ hơn, mạnh dạn hơn. Tuyệt vời. Em Tuyên thì ngày hôm nay sẽ không vào lớp đâu. À, không phiền cô giáo đâu. Bây giờ vào chơi. Xin chào các bạn nhỏ, những mầm non tương lai của Thừa Chia. Bây giờ các cô chú đã thấy đã thay đổi khá là nhiều. Đi học từ tháng 9 đến giờ, tháng 9 năm ngoái. Bây giờ là tháng 3, đấy, 5 tháng. Ít nhất là các bạn nhỏ đã biết từ là xin chào chú. Xin chào các cô, các chú và xin cảm ơn. Và đã được hát những bài hát bằng tiếng phổ thông, những bài hát thiếu nhi. Tuy không được nhiều nhưng ít nhất chúng ta đã có những thành quả trước mắt rồi, đúng không ạ? Đấy là một
đến niềm vui rất là lớn của bản thân em Tuyên, thấy được bà con thay đổi, các cháu nhỏ thay đổi. Và cái thứ hai nữa là phải cảm ơn bên VNPT.net, các anh chị bên tập đoàn VNPT đã lên đến đây và đã trực tiếp vào đến đây để gửi tặng cho các bà con thổ chi ở đây được một cái điểm trường nó quá là khang trang, quá là tuyệt vời. Lần nữa là cảm ơn các anh chị. Bây giờ thì em Tuyên đang thấy nhà anh Pó ở đây mọi người. Em Tuyên đang thấy nhà anh Pó ở kia đang mở cửa. Thì anh Pó thì cũng có biết một sơ sơ tiếng phổ thông, thì em Tuyên sẽ vào luôn, sẽ không phải nhờ thầy nhờ xá nữa, vì cái mùa vụ này thì đôi khi nhờ các em rất là ngại, các em phải đi canh phân đi làm chứ. Nên là sẽ vào thẳng nhà anh Pó luôn, vào thẳng nhà anh Pó xong rồi sẽ ra nhà bên em thả còn hai người thôi. Anh Pó làm món quà xem làm gì thôn thôi, mình xem nào. Các cô chú này, nhà năm bà cháu bây giờ gọi là cái cửa hôm trước là mang ra làm cái cửa này cơ, hoành tráng chưa. Đây. Ôi hôm nào vào còn bà còn treo kia vào làm xào phơi đấy, quên chưa làm. Chuồng gà chuồng giếc của bà thì nói chung phải tự làm thôi, tự đóng thôi, biết làm sao giờ. Còn em Tuyên còn chưa có dịp vào để hỏi xem cái tiền thừa, em Tuyên cũng liên lạc với cô Diệu để xem là cái tiền thừa sẽ như nào. Cô Diệu thì có nhiều cái lý do, cô có nhiều cái băn khoăn về cái vấn đề tiền đấy. Cô đang muốn để cho bà xem, muốn để xem bà muốn là thực hiện như nào đấy. Là như vậy. Bây giờ được sang anh Pó chút đi. Em Tuyên đang thấy không biết làm cái gì, đục đẹo cái gì đó. Chào anh Pó nhá. Đang làm gì đấy anh? Anh ấy vẫy tay chào. Cắt cái can à? Nhà anh Pó là nhiều tủ cây đấy. Đây tủ cây ở nhà anh Pó hết à? Là nhiều đấy. Bé này phải me mới thành lo được chứ. À cắt này là gì anh? Cá cho bò. À cho bò ăn á? À? Nhưng bé này. À cho nước thôi gì? Cho cỏ là phải cho bằng cái thùng phi chứ đúng không? Chứ cái này làm sao mấy được? Cái này của em cái nhưng mà không cái này. Tôm ăn lên cho bò. Hỏng cái đấy là tranh thủ không đựng được là mang đi đựng nước cho bò lên thôi, làm cái máng này. À? Thế là nhà anh làm xong nương chưa? Đã xong rồi. Xong rồi. Đây mọi người ạ, đây. Đằng sau anh có là cái tấm tiệm hàng Kim Long đấy, gửi tặng cho bà con đấy, đóng lịch đấy. Mấy hôm trước vào nhà mà không gặp anh, thế nhà anh hôm vừa rồi là làm cái nương ở tận đằng bên sông Nho Quế kìa. Ủa xa nhỉ, chế bên đấy nhiều không? Bán ít quá. Ít thế à? Trồng cỏ cho bò. Trồng cỏ cho bò, ui dồi, thế đi sang đấy là anh đi bè ra hay là đi xuống chỗ cầu rồi đi sang? Đi cầu chỗ đoạn cầu giặt quần áo đấy gì, xong đi trèo sang cái gì. Ôi dồi, xa đấy nhỉ. Xa đó. Trồng cỏ cho bò nữa. Đó. Đất đấy là chỉ có đá thôi, làm gì có đất mấy. Có đá không lấy. Thôi cố gắng nó biết làm sao rồi, bây không có đất thì trồng được một tí nào thì hai cái tí đấy thôi. Đó. Hôm vừa rồi vào nhà anh tìm mãi anh không được. Thì bây giờ hôm nay là gặp anh ở đây thì có quà cho anh này. Đây nha. Thì anh Pó này có một cô chú giấu tên ở bên Mỹ và chị HD ở bên Mỹ. Có là gửi tặng cho anh là 335.000 đồng. Vâng, đấy là có gửi tặng cho 3 người đấy, là chú Gấu này, em Thề và anh Pó. Và 1 triệu là chia cho 3 người. Thì sẽ là một người là 334.000 đấy. Thì em cứ cho là 35.000 cho tròn. Hôm mấy hôm vừa rồi tìm anh mãi không thấy. Vào là đi làm nương rồi không gặp được. Vâng, đi làm nương mà xa quá em đôi khi em cũng
sang bên sông kia em không sang được ấy. Thì hôm nay may quá mới gặp anh ở đây. Em xin chào tặng, trao tặng luôn món quà nhé. 335 35 đi. Thế hôm đấy mình bảo là nhìn cái mũ giống anh quá, gọi thử xem nào. À, ôi giời, đúng anh Phó rồi. Đây, nói chung là đang có một tay nên là khó lấy tiền các mọi người. Đây đây mọi người, đây này, một tay nên là tiền nó hơi khó. Đây. 300 này, lên 100 này. 200 này. 300 này. Vợ là vợ anh đang trong nhà. Thế là đang trông cháu à? Nu đi làm nương à? Đây anh. Thì cô chú giấu tên với Mỹ và chị HD gửi tặng cho anh là 334.000. Đây thì em không có tiền thì em là 335. Anh xem đếm đủ không? Đủ chưa? Đủ. Nhớ đâu thiếu sao? Cảm ơn chị nhé. Vâng vâng. Thì cũng xin cảm ơn cô chú giấu tên và chị HD bên Mỹ. Như mọi người biết thì anh Pó thì cũng không biết tiếng phổ thông mấy. Anh Pó thì cũng nói được một chút thôi. Thì anh Pó cũng vừa mới vẫy tay là cảm ơn cô chú và anh chị đây. Thì cho em Tuyên cũng được một gửi lời một lời cảm ơn thay mặt gia đình Pó là cảm ơn cô chú và anh chị đã luôn luôn là đồng hành cùng bà con ở chia và có những món quà riêng cho những cá nhân thật là làm thật là tốt. Thế đợt này là vợ anh còn đau bụng nữa không? Còn đau nữa không? Không đau đâu gì? Không đau là tốt rồi. Chứ đừng có mong nó đau nữa. Đau là phải đi xuống kia là mệt lắm ấy. Ở Hà Giang này thì người ta không ấy được đâu. Phải đi xuống phải xuống tận Mèo Vạc thì không chữa được mà phải xuống tận Hà Giang mới kiểm tra được ấy. Thôi. À vâng vâng. Đúng rồi, ngày hôm nay thì em sẽ vào xử lý luôn cái này đấy. Vâng vâng. Đấy thì tí nữa bây giờ của anh tháo ra. Vâng vâng. Vâng vâng vâng. Thế đợi em một tí, xong rồi tí nữa chúng ta cùng tháo luôn. Vâng. Và bây giờ em sang bên chỗ nhà A Thà. À. Xong trao nốt quà xong rồi anh em mình triển khai nhá. Vâng 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 đấy. Thì nói chung là vợ là không đau là tốt rồi. Vâng vâng. Chỉ sợ là đau lại phải xuống Hà Giang thì mệt đấy. Vâng vâng. Thôi chúc mừng anh nhá. Vâng vâng. À, nhà đã làm nương xong, đầy đủ hết rồi, thế chúc mừng nhá. Em không vào nhà đâu, hôm nào vào nhà chơi sau. Đi sang gặp A Thà không lại không gặp A Thà ở đây, khó lắm. Vâng vâng vâng. Thôi, em chào anh nhá. Vâng. Vâng vâng vâng. Tuyệt vời quá. Anh Bó làm hết nương rồi. Nhà chỗ này là hơi nhiều củi đấy anh Bó ạ. Phải đi lấy à? Các cô chú xem này, nhà anh Bó rất nhiều củi luôn nhưng anh Bó bảo là không đủ đây này. Đây còn một bãi nhá, đây một đống nhá. Bên này nữa này. Đấy, đồ này, ủng nước treo lên này. Đấy. Xong đây cũng có một cái này nữa mà anh Bó bảo không mưa mà không có đủ để đun đấy. Để ăn cơm nhiều ấy. Uống mỏ nhiều nên là hết nhanh. Cái này nó cháy nhanh lắm, nó me me, nó cháy nhanh lắm. Vâng. Thôi chào anh nhá. Vâng vâng. Vâng vâng. Cho nhà em A Thà xem có nhà không. Đây khoai này. Nào có khoai cho em quả nhá. Cho em củ nhá. Khoai hơi bị to đấy, khoai sọ này. Khoai này à, khoai này nấu canh xương ấy. Ngon lắm. Mọi người ạ, đấy, treo đây. Ở đây được cái củi như này rất là hiếm này. Củi to này thì hiếm lắm. Củi nhỏ nhỏ kia toàn là cái cây gọi là bé bé đây. Toàn là cây nhiều cây lanh này thôi. Mong phải đun này. Và cây như này thì nó sẽ đun nhanh lắm. Đun cực nhanh luôn. Nó sẽ tàn nhanh. Và nó khói nữa. Đây này, mọi người xem này. À, thầy đang đi làm gà vắc phân. Đấy. Đấy. Nên là đôi khi vắc phân như này thì em sẽ không thể nhờ được. Mà mình rất là ngại, bà con còn đang bao nhiêu việc như này. Cứ đi hộ mình. A Thà nghe chừng là có người ở nhà rồi. Đây này. Đấy. Đây sang luôn đây để thầy đang đi vác kia thì xong mình nhờ luôn. Đường thì nó cũng phải lươn lươn như này. Mùa này nói chung là bây giờ đánh phân này, đợi mưa phát thì bắt đầu quấy bới để trồng ngô. Đây là cái đường đi xuống nhá.
Và đây cũng chính là cái đường chúng ta đi sang cái nguồn nước của bà con đấy. Rồi, xin chào. Đi gánh sắp hết chưa? Mới gánh à? Thế, A Thà đang có nhà phải không? Ờ, thế em để phân này, anh nhờ em một tí. À, xong rồi vào nhà A Thà với anh một tí. Chứ bây giờ thì A Thà thì lại không biết nói tiếng phổ thông. Một mình anh nói thì Thà là không hiểu một cái gì cả. Nên là anh Pó thì anh Pó còn hiểu. Anh vừa mới ra anh Pó đấy, trao nó cái món quà mà hôm trước đây. Đấy. Thế đây này, giỏi lắm nhỉ. Phân nương ở đâu thế? Ngay ở ngay chỗ đoạn là đường đi ấy đấy gì? Thế là đấy gì? Thế là cũng chuẩn bị vác phân vào đấy, xong rồi là sẽ mấy nữa mưa thì bắt đầu mới trồng ngô. Thế là chuẩn bị vác phân rớt thì lúc nào trời mưa thì mới trồng được. Thì mưa mới trồng đúng không? À, vừa đốt rác à? Đấy, đúng rồi, đốt rác phải sạch sẽ này chứ đúng không? À. Yêu, ơ nhỉ. Ô. Hai ngày hôm nay không vào. Mấy ngày hôm nay không vào là A Thà này. Các cô chú này. Em nói thì anh mới để ý nha, một tự mình tự làm hôm trước đá ở đây đúng không? Đúng rồi, thế là mà đúng người làm. Ai? A Thà với ai nữa? Thằng đấy còn em là cái cậu ha. Còn là thằng Thà chứng nhận thằng em rể của thằng ấy. À, em cậu với em rể với là bố nữa. Đúng không? Khai thác đá ở đây này. Đúng rồi. Cái hôm anh vào nhà em, anh bảo là tại sao nhà Thà nó vứt hết đá ở đây. À, đây này. Chỗ này nhiều đá mà. Được, cái này đẹp này, thế này. Hôm trước là cậy hết cái đá ở đây này. Cái đá này nó mảnh 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 ấy đúng không? Đúng rồi. Đây này, các cô chú xem này. Đấy. Còn xếp chỗ này này. Bây giờ giật mình nhìn ra bảo đứa trước là cái cây cơ mà. Đúng rồi. Cái cây cỏ đúng không? Đúng rồi. Ở đây A Thà về rồi đúng không? Đúng rồi. Tuyệt vời đấy, này chỗ này lại làm cái này. À, xin chào A Thà nhá. A chào Úc Công, A Thà Úc Công này mấy ngày đấy? Hả? Úc Công này mấy ngày đấy? Làm này mấy ngày đấy? Đúng rồi. Tết đúng. 3 ngày. Han lau tù làm à? Đấy, lau tù còn gì nữa. Nhưng mà làm lại được đấy. Thế thì trồng ngô thì ngàn đi bán ngô thì ngàn tăm chữ ấy. Đền đấy đúng không? À, có nghĩa là hôm trước là A Thà làm cái chuồng kia, nó mà ra ngoài vườn này vào cái mùa ngô mà cứ bới ngô người ta là người ta chửi đấy đúng không? Đúng rồi. Làm này thì ok rồi. Okay. Cái này thì Úc Công này, cái này thì là nó thịt thôi, nó đấy A Thà. Nó cay đấy. Được đấy, này. Đúng là cái kỹ năng bà con trồng tự làm cái móng đá này quá tuyệt vời. À, hôm nay dê có nhà đúng không? Có mà. Đâu xem kiểm tra luôn xem nào. Đấy, đang làm gì đây? Đang để gà. Chuồng gà đấy á? Chuồng gà ngỗng ấy. Ây da da. Đây là các cô chú này. Tự làm thôi này. À, gà đẻ này. Đấy, gà con này, đang đẻ này. Trứng gà đây này, thế à, có làm quả trứng ăn không? Ấy á, A Thà ơi, xấu. Chầu tù đấy, chầu lưu đấy. Để cho con hay là để cho ấp? Không, để ấm. Để ấp luôn không? Chứ bà con ít ăn lắm. Đây, này các cô chú ơi. Nhà A Thà là hắn tâu tù nhỉ, A Thà ơi. Ôi dồi, 12 con. Không, nó định ra ấy hả? Nó tưởng đi, cho cô chú xem này. Thành quả của A Thà này, 12 con. Nguyên nhà A Thà hay cả bố? Cả bố nó 2 con ấy. Là 10 con? Đúng rồi. Ui, tuyệt vời đấy, A Thà nhờ. Dạ. Mấy con em mua cho nữa nhỉ? Đúng rồi. Nhìn này quá thích rồi còn gì nữa. Mình nhớ mua con kia. Cái con em mua đâu nhỉ, là con nào nhỉ? Cái con trắng ở trong kia kìa. Đấy, con ôi dồi. Thế thề mua cho mát tay đấy chứ, con nào cũng đẻ con hết rồi đấy. Ô, con này mới đẻ xong này. Mẹ mẹ này, đây này. Đang hú sữa này. Hai ba hôm này. Ôi dồi ôi này. Được nhiều con nhỉ? 1, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 5 con
5 con và 5 con to. Vâng, 5 con mà. Thế hai con trắng này là quả bố. Vâng, đúng không? Đúng. Nhưng con quả bố kiểu gì nó già quá, nó gầy nhỉ. Đây này. Đúng không thầy? Đúng rồi. Đây này gầy này, nhom luôn này. Cho bằng nhau, ăn bằng nhau thì phải chả biết được ăn già. Nhưng mà đi cùng nhau mà, đi chăn cùng nhau mà. Đúng thế. Thế thì già lại bán đi, mua con non non cho nó béo mà nó đẻ nhiều. Thì có loại lại gì nhé, lại đã su su. Ừ, nhìn thích đấy. Được đấy, thế là tốt rồi. Cái đèn đen. Để quá cái gì nữa. Chuồng trại. A thà kìa. A thề bảo bán hết thì được 20 triệu đấy, nền cầu nền cầu trọ đấy. Rồi đấy. Được cầu o tù tuyệt vời đấy. Đang loay hoay làm chuồng gà đấy à. Em bảo A thà xuống đây xong rồi anh phiền một tí nào. Vợ trong này à? Vợ trong nhà. Xem nào. Đi bà ngoại à? Xem là ai trong đấy đây. Anh già. Con gái. Yeah. Làm gì đấy à Mỹ Sái? Thấy mình hoát là không dám nghịch luôn đấy cô chú này. Đấy, đang nghịch nước mà thì này, nhà của A Thà đây. Nói chung là bà con đây thì nhà cũng tạm bỡ ấy. Em Tuyên cũng rất là muốn là sau này có thể có cái dự án này xóa nhà tạm cho bà con. Mỗi gia đình tầm 30-40 triệu, còn đâu bà con tự bỏ thêm. 30-40 triệu là đủ tiền gạch rồi, bà con tự bỏ công ra thôi. A Thà này tự giỏi đấy. Nhưng mà đất A Thà đấy là đất mượn. Đấy này đấy mượn. Ờ đất mượn này mấy năm xây nhà thì làm ở đâu ví dụ A Thà? A Thà. Cái gì thế? Thế xây nhà xây ở đâu? Cái này đất mượn làm gì mượn được mãi thế? Hả? A Thà? Xây nhà xây ở đâu? Chỉ mua đất á hay nào? Thì có gì ở xa ấy. Ôi dồi. Thế thì ở nhờ này sao mà ở được? Ở nhờ này xây nhà thì làm sao mà xây được đúng không? Được mà. Nhưng mà ở nhờ mà, đây đất của họ mà. Của họ thì phải nhờ chú khắt cho. Đây, xin chào anh Chính nhá. Đây này mọi người. Anh Chính đây là bố đẻ đấy nhỉ? Đúng rồi. Bố đẻ đấy. Xong rồi thế bảo A Thà này. Thì A Thà có một cái món quà mấy hôm trước là vào tìm mãi chưa được. Đây nhá, thì em bảo với A Thà nhá, thì hộ anh nhá, đây là món quà của cô chú giấu tên ở bên Mỹ và chị HD, thì có gửi là cho 5 người bê máy đấy, thì là 4 người bê máy chính sẽ là được 688.000 đồng, còn A Lía sẽ được là 250.000 đồng, thì và hôm đấy là cũng đã tặng em là được 335.000 đồng đấy. Thì đã trao tặng hết rồi. Chỉ còn mỗi một mình là A Thà thôi. Có là 8 người được quà đấy. Là 5 người bên máy và 3 người như là chú gấu và Pó, anh Pó và Thề đấy. Thì anh Pó anh vừa mới trao xong. Bây giờ mỗi gặp mỗi Thà ở đây thôi. Là Thà sẽ là người cuối cùng nhận quà này. Thì sẽ là 300... À đâu. A Thà sẽ là 688.000 đồng nhá. Đây, anh không đọc đi đọc lại nữa. Bên máy đấy. Chị chỉ ít thì xin dọc. Lúc mới đậu này mơ... À thầy các bạn này 600 này. 88.000 đúng không? Đúng rồi. Đây. 40 này. Này. Đây. 488 đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ cho là 690 đi. Anh không có tiền này. Đấy. Ok, đây A Thà này. Xin gửi tặng A Thà nha. A Thà thì không biết nói tiếng phổ thông. Thì em bảo là A Thà xem nào, cố gắng nói một câu là cháu xin cảm ơn này nào, xem nào. Cháu xin cảm ơn. Chỉ cần nói thế thôi, còn A Thà không biết nói gì thì A Thà nói tiếng Mông và thầy sẽ dịch lại sau. A Thà chỉ nói là cháu xin cảm ơn cô chú nào. À rồi, thế tuyệt vời rồi đấy. Đi là ở công mai mà không biết nói tiếng phổ thông là chết. Thôi, thế giỏi rồi. Thôi được rồi, thế là em Tuyên đã trao xong hết những món quà rồi. Đấy, cảm ơn thầy nhá. Thế bây giờ thầy lại đi cánh phân à? Vâng, bây giờ chắc là đi cánh phân ở dưới rồi. Thôi thầy đi cánh phân đi. Xong anh xuống chơi luôn, xem nào. À đây này. Ra trong nhà nhá. Đây là mẹ của A Thà đây này. Hai vợ chồng ấy.
À đi cánh phân hết à? Đúng rồi. Mì tu này. Mì tu mới xài ở nhà bố. À, còn một hai con gái là đi học ở ngoài xã này. Một con gái là đi học ở lớp mầm non ở đây này các cô chú này. Và đây thì em Tuyên cũng xin thông báo ấy. Cái chuồng dê này cho chú giấu tên đấy ở bên Mỹ đấy. Thì đây chú vừa nhìn thấy đấy, hiện tại trong chuồng thì có là 12 con dê. Cả dê to và dê nhỏ. Nhà em Thà thì có 10 con, nhà bố thì có 2 con. Có cả to cả nhỏ, nhìn thấy tuyệt vời rồi. Chuồng dê của chú làm xong thì khi chuồng dê nó sạch sẽ như này thì nó đẻ rất là tốt, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh thích là cái con già già kia bán thì mua con non kia để lấy giống nhỉ? Đúng rồi. Như bọn em bảo đấy. Con già già thì phải bán thì thay mỗi tháng tốt hơn đúng không? Tốt hơn nhiều. Ừ. Đây, nhà A Thà là có gà này, có dê này. Dê này ai thề bảo là bán bây giờ được 20 triệu đấy, thoải mái tiền đấy, nhiều tiền đấy. Thế tốt rồi, thế là có nguồn kinh tế là ổn định nhá, A Thà nhá. Cố gắng nuôi mà có tiền đấy, đây là tiền đấy chứ còn đâu nữa. Đây nhá, bây giờ chuồng dê sạch sẽ, không bị phân ở trên, dê không bị ốm rồi. Chẳng qua nó già, nó gầy thôi. Một tí. Ừ. Sạch sẽ. Sau này mà có tiền nuôi tù chi này mà có tiền mà xây nhà đấy, A Thà. Y bùa trọ nhỉ. Y bùa trọ thì mới tâu đấy nhỉ. Y bùa trọ là 100 triệu các cô chú ạ. Con trai thì ngủ này. Đấy, ở nhà thì vợ thì đi sang nhà ngoại. Chắc đi làm nương ấy. Thôi cảm ơn thầy nhá. Ừ. Thầy cũng phải đi đánh phân này này. Con gái cứ ở nhà với bố này. mày mò làm xong rồi tí nữa đến giờ lại thả dê nhỉ, thầy nhỉ? Một giờ mới chăn. Hay đấy, đây. Hai bố mẹ thì cũng đi lấy phân, cũng như thầy đấy. Cũng đang đi lấy phân đấy, bà con ai đi lấy phân thì giống nhau thôi nhỉ? Mà hôm nay vào đúng là thầy nói cái này này. Em Tuyên mới giật mình ra cái dãy bóng đá này. Tuyệt đẹp đấy này. Không phải là cái dãy ấy nữa. Bao nhiêu đá đây nha. Phân phải phơi ra đây, phân dê đấy mọi người, phân dê từ cái chuồng của A Thà đây này, đấy, cào ra. Bây giờ mọi người xem là cái dãy bóng đá nó khác biệt ngày xưa. Ngày xưa nó là cái cây cây cỏ thôi, bây giờ thì nó đã thành bóng đá rồi, tuyệt vời rồi. Cảm ơn thầy nhá. Thôi tí nữa anh xuống xem. Bà con bây giờ mỗi nhà thì đi gánh phân một ấy. Thôi bây giờ thì cũng có lẽ chào A Thà thôi. Bây giờ xuống chỗ xem thầy xem gánh chỗ đoạn bên dưới ấy, mọi người, chỗ mà bảo là cái view rất là đẹp để nhìn ra sông Nho Quế đấy các cô chú ạ. Đấy đấy. May quá, có thể tuyệt vời luôn, rất là sông sáo. Đây mọi người ạ, em Tuyên xuống chỗ này nhé. Xuống bên dưới này thì mọi người biết là thề đang đi gánh phân ra ngoài nương ngô. Thì hôm nay thì em Tuyên đã trao nốt cái món quà của cô chú giấu tên này và chị HD cho là 5 người bê máy và 3 cá nhân làm việc rất là tốt. Cũng rất là may khi hôm nay là anh Pó có nhà này, em Thà có nhà này. Anh Pó với A Thà thì đang làm những cái công việc riêng. A Thà thì đang sửa lại cái chuồng dê của A Thà thì vừa rồi thì mọi người xem đấy, quá tuyệt vời luôn, nhiều dê quá tuyệt vời. Đây đấy. Xong rồi nhà anh Pó thì cũng đi làm nương xong rồi. Đấy, hôm trước thì thấy nhà anh Pó làm nương tận bên kia rồi. Thế thì gánh phân tận dưới này này các cô chú ạ. Đây này. Em Tuyên có lẽ là đến đoạn này là thôi đấy. Ở dưới này này. Đây này, đây này, đây này. Đây này. Thấy mẹ rồi. Đây này. Mẹ đang đi làm phân đây này. Chỗ này thì đường đá đây thì nó là từ cái đợt bà con tự kè thôi. Đấy, là nó rất là đơn giản. Đường nó hơi xấu đây này. Đấy.
Thế đấy kìa. Gánh từ nhà lên xuống đấy đấy mọi người. Mẹ đang nằm nương. Đi qua đoạn này. À, có rất nhiều các cô chú bảo tại sao không làm tời. À, làm tời như kiểu tời Na vậy ấy. Em Tuyên nói thật với các cô chú không thể đủ kinh phí được. Đây nhá, nương nhà thề ở khu này, này được một hai nhà này. Kiểu bên kia nhà xá này. Nhà anh xì này, nhà anh lúa này. Bên trên này là nhà năm bà cháu này. Bên trên này nhà anh vừa. Thế mỗi nhà mọi người bảo là mỗi chỗ ấy một tời này thì bao nhiêu kinh phí cho vừa. Đấy. Không thể làm được, nói chung là không thể làm được. Nên là cũng có lẽ là cái ý kiến đấy là không hợp lý không cô chú. Nên là em Tuyên sẽ không, không cái đấy thì khó thực hiện lắm, nói chung là khó thực hiện lắm. Để bà con phải tự làm thôi. Từ sáng được mấy chuyến rồi? Ây da da. Thế các cô chú mới biết là tại sao thề lại có cái thân hình mảnh mai như thế. Cái mùa này cứ đi gánh phân như này 10 chuyến thì có giảm béo còn gì nữa. Đấy, một thanh niên rất là sung sáo. Đúng rồi, mình không làm thì ai làm cho giờ. Cố gắng thôi em ạ. Cố gắng trồng được nhiều ngô. Sau này thế một năm trồng một lần. Thế chỗ cái bãi ngô đấy được bao tiền? Không, cái bãi ngô em đang gánh phân đấy. Ví dụ năm nay em trồng ngô xong nhá, em thu hoạch ấy, thì em chỗ đấy về em tính cái tiền ngô ra bán đi được tầm khoảng được bao nhiêu tiền? Hơn 10 triệu tất tật chỗ đấy. Thế là một mùa được 10 triệu. Nhưng mà cả một mảnh vườn to đấy hay là một mảnh bé bé thôi? Vâng, xin chào Nghĩa nhá. Đây là vạnh lúa đây. Bà con ai ai cũng đi gánh phân như này đấy, về nhà chả gặp ai cả. Thế là ở đây thì phải tự làm trồng luôn hết. Ừ. Có ăn có ngựa ăn có gì à? Thôi cố gắng thôi. Đấy. Nên thì mọi người thấy là đây là cuộc sống bình dị của bà con những cái ngày mùa đấy. Ai ai cũng vậy. Mỗi người một nương. Mình đi theo một tí đây còn thở hốc hác à. Đấy, nên là hy vọng rằng bà con nghèo đang cố gắng vượt qua những khó khăn, những cái mảnh đồi, mọi người xem này. Những cái mảnh núi nó chỉ có đá và đá đây. Đấy, nó chỉ có đá thôi, không có một cái gì cả. Nên là hy vọng bà con sẽ được có những sự hỗ trợ để giúp cho bà con thay đổi được cái cuộc sống hàng ngày. Và em Tuyên sẽ mong rằng sau này có những dự án là xây xóa nhà tạm để cho bà con thoát nghèo nhé. Em Tuyên hy vọng là như vậy. Đó thì hy vọng là những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai giúp cho một cái bản làng thay đổi khá là nhiều đấy. Và thay đổi từ con người, từ cái đời sống. Hy vọng, em Tuyên nghĩ là hy vọng sẽ thành hiện thực. Còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là được tạm dừng video đây. Một lần nữa rất là cảm ơn cô chú giấu tên và chị HD đã luôn luôn đồng hành sát cánh cùng với Tuyên Giang, giúp cho bà con ở đây có những cái món quà thật bất ngờ trong cái ngày mùa vụ, trong cái mùa ngày mùa giáp hạt này nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người ạ.